náo nức tưng bừng đơn vui, náo nức tưng bừng rủ nhau chạy hồi cửa vầng cô suối Nga. Nhưng mà ai ơi đừng thấy cô dễ dàng, ai mà thất trực trực cô bé xa đều rất chanh chua. Còn đã vụng xuất hành mang tầm ma lễ để tiến trình để lục 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 cung. Son tựa thể như vẫn đào, tóc xanh cái làn da trắng, cô đang bước vào đền lục 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 cung.
phẩm anh ninh. Cô bé tôi đây là nhất phẩm anh linh. Cô về đồng thử những người trần gian một chút. Chứ lộc sơn lâm cô bé tôi thiếu gì. Cô bé về đồng thì xá từ bi, được lộc rồi mau ra mà trả lễ, đừng có vò mà quên. Nhưng ai muốn quên cô để sao mà quên, mai này thiếu một cô bắt đến thành ba. Cơm lá cũng là thịt thính ngơ, cô đâu hề cô chọc khinh. Bầu rượu tâm dâng cả ba bình, con non cô ăn thì nửa quả thuốc lào vò. Ăn trầu để cho môi nó đỏ, để lên đèn hầu cô. Muốn ăn lộc cô phải kiểu thỉnh cô về. Ai muốn ăn lộc mẫu phải ra đền bắc ghế hầu cô. Trần ai mà biết đến cô cho 10 phần mà được tốt tươi. Nhưng còn riêng ai mà bỡn cọt hay trêu người, cái lá hàn cô sát cho những người nào nó điều hoa. Tuy ngoài có mặc tâm áo vải, ở trong lòng nhung tư. Cô chỉ giận những người nào nó hay gian dối, với thờ ơ cái việc thánh bao nhiêu cái tuổi buồn. Cô bắt đi gánh xưa xong là đừng bao giờ than số phận nó long đong. Đến khi mưa dầm với dãi nắng, đừng có hòng mà kêu cô.
nay có lịch nghi sự đã hoang mà ngự đồng những nghi chốn trang hoàng thành cao những kẻ giả dối tâm phào ăn đi gian nói dối cố sao ngự về bốn kia cách chờ sơn khê một khi giờ sơn khê thành nghi tâm một già cố về chứng minh dù mi khó khăn đi chăm chăm mi nỗi an ninh nghi cô này sẽ giúp cho mọi nơi mọi đàng chỉ cần đi một nét tâm nhưng phải xin đừng nay nắng ngày mai mưa đừng như những bầy con hèn nó mấy lần răng răng tơ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trên sáng nước nghiêng trời, vô dung yêu điều cho người đời say xưa. Hoa thiên lý tuổi vừa 18, nụ tâm xuân khao khát sợ ai. Thỏ hương là đóa hoa dài khi thank you.
đèn nhang khi nào đổ lên bắt đầu làm nào bắt đầu làm nào tu lên bắt đầu làm nào cung vô vào cung bóng rồi vào đi kỳ cộng thời bé đi đi lúc ở dưới đất lúc cậu đi lên trời văn sớ dâng lên hưởng lai văn sớ dâng lên cậu về cậu cấu đối xem biết cho rõ ràng vì cho đôi chữ trường sinh vàng má dâng lên kim ngân vàng má dâng lên cậu về tấu đối xem biết cho rõ ràng vì cho đôi chữ trường sinh Cô
cô năm, cô sáu, cô bảy, cô tám, cô chín, cô mười, cô mười một, mười hai là thơm cánh bông hoa, cánh bông hoa thơm, bông hoa tươi tốt, bông hoa tốt đẹp để cậu tốt cài lên trên đỉnh đầu. Nục cung ninh đù nhá, cậu về có khám đền khám củ, có khám đủ đô nô nang nhá, cậu đứng đâm nó đủ nang bạn về nục cung ninh đù nhá. Ấy mà ô ô ô ô nay nhá, ngày bụt trắng chiên nhá, mà đấu ậu lại có chủ nhang ọ vũ nhá, đường trá ta tôi về làm lễ ở ngay của đây nhá, mà đấu tính gậu nhá, hôm nay có mã có ngựa nâng gậu nhá, cậu về cậu vui nhắm nhá, cậu về cậu thương ọ vũ ọ vàng nhá, lúc là bộ bệnh âm bệnh trần cho ọ vũ ọ vàng nhá, để cho ọ vũ ọ vàng khỏe mạnh bình an nhá, trong đời cầu thương cho tất cả mọi người ở nhà ọ vũ nhá, ai cũng khỏe mạnh mà cũng nâu đầu bền nhá. Ô ô nay ắt nín gắt nhé, có từ đơn lá số từ tình lá tạng nâng lên ngậu nhá, cậu về cậu tố lên trên đình cho gắt nín gắt ghế ai cũng được như ý tờ âu nhá. Mà ô hôm nay ai mà on gầu on bán con bán con tin ở tại ngửa cậu cũng biết đo nhá, trong nồi cậu về cậu cho người cầu con ngửa con nhá, người cầu của ngửa của nhá, người cầu công danh mà đào quá công danh nhá. Thế mà hôm nay ông về đền nơi đây có chủ nhá, họ vũ nhá, nâng ở đền tôi đẹp quá. Cậu kháng bạn về, xong rồi cậu nhìn thấy tôi ạc đẹp thì cậu về, cậu lại đứng tâm rồi cậu lại ra họ ta đập cho họ vũ họ hoàng nhá. Rồi cậu về cậu đứng tâm nó bách ta ta mở lại bản đền nhá. Ấm mà ô hôm nay ông về bản đền, ông có một chút cái nọc sức khỏe nhá. Hôm nay cậu về cậu ban phúc ban phần cho mọi người nhá, ai mà nhặt được nhiều tầng này thì người ấy khỏe mạnh nhá, mà ai mà không nhặt được thì thôi cũng là được rồi. Ok, mong mọi người khỏe mạnh bình an nhá. Ta hót đêm mơ
thâu chim mà oanh díu dít đến lâu tung cánh về châu động tiên, vượt trên non du con dầu dĩ thú sơn trang cảnh đẹp tự nhiên, một bầu gió mát trăng đẹp.